Giờ nó dắt về nhà thì tôi cũng không nghĩ là con dâu của tôi, tại vì tôi nghèo lắm. Trong lương tâm tôi cắn rứt dữ lắm. Tôi mới thằng với chị nó với anh á, giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền, giờ tụi con ráng phụ cho mẹ. Giờ tụi nó mới gom góp á, thì nó nói thôi con phụ mẹ, mẹ đi ra mẹ làm đám cưới cho em đi. Rồi sự thật là trong tôi không có làm đám cưới cho con dâu của tôi, cho nên tôi cũng buồn lắm. Cho nên tôi ao ước là cũng như là được làm đám cưới con dâu của tôi á. Nãy nó làm nó bẩn áo nè, tôi nói chụp vợ con tôi cũng như tấm hình vậy đó, con dâu vậy đó. Tại con tôi không có được dứt dâu. Vậy ở nhà là 5 năm nay vậy đó. Thật sự tôi thương dữ lắm, tôi tội cho con dữ lắm. Hôm nay mặc áo cô dâu đầu tiên hả cô em hả? Em cảm giác thế nào? Thấy lạ. Tôi tên Bùi Thị Út, 58 tuổi. Tôi ở ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn. Ở nhà tôi làm nội trợ giữ hai đứa cháu. Cô xã đó là đâu cô? Cần Giờ, Duyên Hải á. À. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, năm nay 24 tuổi, là công nhân, được làm dâu mẹ được 5-6 năm rồi chị. Hả? À. Tức là lấy chồng lúc 18 tuổi. Mình có mấy bé rồi chị? Em nay em sinh được hai bé rồi chị. Dạ, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. À. Bé lớn nhất là nhiêu? À, 24 tuổi. 24. Lấy vợ cho con sớm quá vậy? Nó đi làm chung rồi nó cũng như nó cũng có ý chỉ, nó quen nhau á. Giờ nó dắt về nhà thì tôi cũng không nghĩ là con dâu của tôi, tại vì tôi nghèo lắm. Trong lương tâm tôi cắn rứt dữ lắm. Tôi mới thằng với chị nó với anh á, giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền, giờ tụi con ráng phụ cho mẹ. Giờ tụi nó mới gom góp á, thì nó nói thôi con phụ mẹ, mẹ đi ra mẹ làm đám cưới cho em đi. Rồi sự thật là trong tôi không có làm đám cưới cho con dâu của tôi, cho nên tôi cũng buồn lắm. Cho nên tôi ao ước là cũng như là được làm đám cưới con dâu của tôi á. Nãy nó làm nó bẩn áo nè, tôi nói chụp vợ con tôi cũng như tấm hình vậy đó, con dâu vậy đó. Tại con tôi không có được dứt dâu. Vậy ở nhà là 5 năm nay vậy đó. Thật sự tôi thương dữ lắm, tôi tội cho con dữ lắm. Hôm nay mặc áo cô dâu đầu tiên hả cô em hả? Em cảm giác thế nào? Thấy lạ. Thấy tội nghiệp quá à. Buổi hiện đại rồi, nhiều người ta có hai ba đứa con, ta mới làm đám cưới luôn á. Hai vợ chồng tôi cố gắng làm thành công chút xíu cái mình sau này mình chuẩn bị làm cái đám cưới khá khá chút được không? Dạ. Em mong ngày đó không? Có. Nha. Nhưng anh nghĩ là ngày đó sẽ tới sớm á. Ở dưới quê á, người ta cũng như làm cái kiểu đó, người ta cười, người ta nói như hai ba đứa con mà làm đám cưới quê lắm đó. Ồ, dưới quê một vài người thôi, giờ người ta hiện đại lắm rồi. Dạ. Người ta có con xong, thậm chí con lớn lên rồi con sẽ cầm cái váy cho mẹ đó. Dạ. Chuyện đó bình thường cô. Nhưng mà có hai đứa con rồi hả? Dạ. Bây giờ tổ chức đám cưới cũng đâu có nhiêu đâu. Thôi mà ngại lắm. Bây giờ tổ chức chương trình tổ chức đám cưới cho nè. Được không? Anh tài trợ nè. Wow, nhận liền chị. Đó, đơn giản thôi mà. Nha. Đâu, chú tài trợ vậy chú nói luôn nè. Thì giờ muốn đám cưới đâu nè? Em giờ em nói với chồng em đi, nó quỳ lên tài trợ. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Hay quá. Đây là cái lời mời đầu tiên trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, là hơn 100 cặp rồi. Chị phải nhận đi, nhiều khi đó là cái lộc của mình. Thôi, con nhận đi, chịu đi cho mẹ vui. Chó. Mẹ ao ước dữ lắm. Ao ước cho đó, được giờ con sao? Dâu mà được mặc áo cô dâu đồ là mừng. Chị cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không? Dạ có. Lúc mà mới về nhà mẹ vui lắm. Mẹ nói nhiều lắm. Mẹ hỏi tùm lum tùm la tùm ơi. Nói chung em thấy mẹ là lúc đầu mà về là thấy mẹ dễ tính, dễ gần. Rồi khi mà về làm dâu rồi là mình có gặp khó khăn gì mới ngày đầu không chị? Lúc mới về em ngại lắm, em không dám kêu mẹ, không dám kêu ba nữa. Con đi làm, nó không có nói mẹ rồi coi ba con đi làm. Cũng vài lần xong rồi cái em quen em kêu. Cô thấy con dâu mình làm dâu mình vừa lòng không? Vừa lòng. Nó nấu nướng gì tốt không? Nấu nướng thì con dâu tôi nó nấu sao tôi ăn vậy. Thí dụ như trong mình nó kho cá, mình bỏ chút xíu nước màu cho nó hơi đen đen.
Còn ở ngoài ngoại á, là nó nói ngoài con á, nó về nó cũng kể, nó nói ngoài con kho nhiều khi kho không có nước màu hay là hoặc bỏ bột nghệ. Sự thật á là không bỏ nước màu với không bỏ bột nghệ là tôi ăn không được, nhưng mà con tôi nó làm thì tôi cũng ăn luôn. Nhưng cô biết nấu ăn không? Tôi cũng dở lắm, tôi nấu ăn dở dữ lắm, tôi cũng không biết nấu nữa. Vậy nên mới là nấu sao ăn vậy đó. Thì nấu sao ăn vậy đó, dở lắm, sự thật thì đâu có chê. Nó đi mần về mệt mỏi thì tôi ở nhà nhiều khi quần áo cơm nước rồi làm sẵn luôn. Rồi con về cái dọn cơm ăn sấm chích vậy mà mẹ vui dữ lắm. Chứ không có nói đợi con dâu dọn cơm cho mẹ ăn hay là đồ của mẹ con không giặt thì không, không có. Chừng nào mẹ già mẹ làm không được rồi tụi con làm sao làm. Đó, bây giờ thì để cho mẹ làm. Mà mình ở nhà hai mẹ con mình hợp nhất điểm nào chị? Sáng mẹ đi chợ về em làm đồ ăn nấu cơm vậy đó. Có khi tôi kêu tôi nói thôi con đi chợ đi con nha. Mẹ đi chợ sao hà tiền quá à, con đi đi đặng hà tiền tiền lên chút. Nói thôi mẹ mua gì ăn đây. Chuyện ăn mặc rồi hai mẹ con có hợp nhau không? Ăn mặc thì cái ý của tôi là tôi phái con dâu tôi nó sửa sẵn lắm. Nó mà có tiền thì cứ sửa sẵn, còn mẹ sao kệ mẹ. Đi ra đường người ta nói con dâu bà đó đẹp ngon rồi là tôi hài lòng. Còn hồi đó nó có mua cho tôi là hai cái áo hồi xưa anh về là cũng đâu khoảng cũng năm vài năm. Mà sự thật là nó mua cái màu hơi sáng. Rồi cái tôi mặc vô nó kỳ kèo quá, nó gắn ba cái này nè. Tôi mặc tôi kỳ quá đi. Rồi cái tôi cho chị hai nó. Rồi từ đó tới sau không biết nó có buồn giận gì không. Để con có buồn gì hơn mà lát con nói cho mẹ nghe. Chứ giờ nó không buồn luôn. Nhưng mà cô không thích cô nói với chị nghe không? Không, không nói luôn nữa. Rồi đi cho vậy hả? Ôi, đúng rồi, người ta vậy tưởng là theo tôi nghĩ là nói dắt con mua cho mẹ mà mẹ không bận thì cho chị gì. Buồn không em gái nè? Có, mua về mà mẹ không có bận. Rồi xong cái em thấy mẹ không bận thôi em mua nữa. Rồi từ đó 5 năm nay không mua gì luôn. Thì đúng ra tết là... là cho tiền mẹ rồi mẹ tự mình muốn gì đó mẹ mua đi chứ con mua nữa. Đúng ra phải tâm sự với mẹ, hỏi ủa con mua cái áo đó rồi sao rồi mẹ. Thứ hai mẹ con không có nói chuyện gì nhau chứ hả? Mẹ không dám nói, con không dám nói luôn. Ủa sao vậy? Tôi không biết cái mạng tôi sao á, tôi con trai con gái con gì cũng vậy luôn. Nhiều khi tôi buồn, tôi nhiều khi tôi cũng có tính nói. Thí dụ như khoảng từng hai ba tuần gì đó, cái tháng gì đó đi mặn về cơm nước á, tôi canh bữa thứ bảy nó về đó là tôi trông dữ lắm. Cái về cái nó vô cái vợ chồng nó dọn ra nó ăn là tôi vui. Rồi cái lâu lâu vậy có bữa cái về cái nó sao tự nhiên cái nó không nói nhiệt giáo cái nó lủi dằn sao vậy đi tắm cái dọn vô nó nằm ha, hoặc nó bới tô nó ăn chồng bới tô ăn là tôi biết buồn rồi. Tôi suy nghĩ trong lương tâm tôi nói ủa sao mẹ đâu có làm gì đâu mà sao con buồn. Cũng như tôi nói trong bụng tôi vậy á, tính kêu con dâu hỏi nga sao mà mặt này trong bụng vậy nga, tính nói vậy đó mà không dám nói luôn. Giờ mới kêu thằng con trai hỏi thì cái nó là ai biết nó nè kệ nó đi nó vậy đó ít bữa hết. Giờ nghe lời con cái làm thinh luôn vậy. Giờ cái cũng thỉnh thoảng cái bữa cái nó hết nó vui là tôi mừng. Em cũng sợ mẹ sao không dám nói chuyện với mẹ em? Nhà em ít nói lắm, em nhiều khi muốn quan tâm mà em không dám nói. Rồi những lúc chị buồn chị chia sẻ với ai? Buồn một mình em biết mẹ nói mẹ ở nhà với con nhiều khi mẹ cưng con lắm, về nhà thấy con nó quậy á nó lì nói không nghe bực bội lắm. Em với mẹ khác quan điểm chỗ mà dạy con. Mẹ thì mẹ thương cháu không dám la, mẹ cứ để nó lớn đi chừng nào lớn thì dạy. Em thì thích dạy con từ nhỏ. Thì sao không tâm sự nói với mẹ? Cũng có nói nhưng mà buồn thì cũng buồn. Tôi thì tôi phái là con dâu cũng như là bô lô ba la vậy đó. Tôi cái miệng tôi cũng nói tối ngày lắm, giỡn người hết khác vậy đó, là cũng như là mẹ chồng với con dâu là cũng như đã mình biết. Hay là... không mà nếu con dâu mà cãi lại là tôi khóc. Tôi cái mạng tôi vậy á. Có nói lần nào chưa? Có. Tôi thì tôi hơi buồn tại tôi cưng. Thì tôi buồn ấy, tôi nằm ấy, tôi khóc, tôi nói không biết nó có thương mình không. Mình thương con quá mà con không biết nó có thương không. Chuyện nó nhỏ quá trời luôn mà. Có bao giờ mà hai mẹ con nằm ngủ chung với nhau hay là đi chơi chung với nhau, chở đi nhau tâm sự này kia gì không? Có á, cũng có khi nó chở tôi đi làm móng cẳng móng tay đâu đó. Mình tâm sự với dâu, coi như mẹ ruột con ruột đi. Nàng dâu vậy chủ động nói chuyện với mẹ đi. Thân nhiều hơn. Nhưng mà có bao giờ mẹ chị làm cho chị một cái hành động gì đó mà chị xúc động mà chị nhớ hoài không? Dạ có, sinh đứa đầu tiên á, mẹ nuôi trong bệnh viện, đau bụng lắm. Cái mẹ nói ráng đi con, mẹ mà chịu đau đi tới con á là mẹ gánh giùm con. Mà cái này á, mẹ gánh không có được. Mẹ gánh không có được. Cảm ơn mẹ lúc đó lắm. Mẹ chồng rất thương nàng dâu, không muốn làm dâu đâu. Nàng dâu cũng rất thương mẹ chồng.
cũng muốn nói chuyện với mẹ chồng, nhưng có cái là hai người không nói chuyện với nhau. Thành ra giữa cái sự kết nối á, nó không có nhiều, đúng không cô? Thì cái chuyện gì cần thì nói. Cần nói, không cần thì thôi. Không cần thì thôi. Nói chuyện nhiều hơn nữa, ngày nào cũng quan tâm với mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Sáng nay mẹ cần gì không? Hay là tối về con mới về nè, mẹ sáng về chuyện nhà có gì không? Cô dâu nên chủ động nhiều hơn chút xíu nữa. Tôi rất muốn như vậy đó. Rất muốn, thấy chưa? Chúng ta cố gắng cái sự kết nối nó chặt hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi con trai của cô nói điều gì nha. Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vì thời gian qua mẹ cố gắng cho gia đình rất nhiều. Con cũng thương mẹ lắm mà. Bình thường ở nhà thì con không nói được. Nhân dịp chương trình này con mới dám nói. Còn về vợ, cố gắng chia sẻ với mẹ nhiều hơn để hiểu nhau hơn, rồi có thể giải quyết được vấn đề tốt hơn. Vợ anh cũng cảm ơn vợ. Trong thời gian qua thì lúc mà mình cưới nhau thì vợ cũng cố gắng vì gia đình rất nhiều, cũng hy sinh bản thân rất nhiều. Anh cũng cảm ơn vợ nhiều lắm. Tôi thấy con tôi nó nói vậy tôi cũng vui lắm, tôi mừng trong bụng dữ lắm. Vui chứ hả? hồi đó giờ ở nhà thì nó cũng không có tâm sự, nó cũng không nói con thương mẹ là mẹ cực hay sao, nó cũng không nghe nó thăng thẳng nữa. Rồi bữa nay bắt đầu mới nhờ chương trình này mới nghe con tôi nó thú lộ á. Rồi bây giờ thì cô có muốn con dâu cô thay đổi gì không? Bây giờ cái ý của mẹ thì muốn con cũng như là mẹ con mình. Thôi vậy nói ba nói lại bô lô la như người, chú Quyền Linh nói. Hai người đứng lên nói chuyện nhau. Ô, nhìn nhau nói nè, hình như mắc cỡ. Mẹ muốn cũng như là từ đời về sau vậy đó, thì con như có chuyện gì thì con nói với mẹ, và mẹ có chuyện gì mẹ cũng nói với con. Tại mẹ muốn vậy chứ nói chung con cũng không có làm cái gì cho mẹ buồn hết á. Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ già rồi mà mẹ giữ hai đứa con là con phải rất là cảm ơn mẹ. Nhưng mà con muốn mẹ ở nhà giữ con, la coi nó, la dạy dỗ nó tốt hơn. Con hứa với mẹ là sau này đó con sẽ quan tâm, tâm sự với mẹ nhiều hơn nữa. Cảm ơn con. Có chuyện gì thì mẹ cũng bàn với con. Mẹ con mình tâm sự với nhau rồi. Ở nhà tại có hai mẹ con à. Vậy nè, hôm nào có điều kiện ha, mình tính ngày tính giờ ha, lên đây mình tổ chức vài bàn và mặc áo cô dâu chú rể ha, xong rồi cái mình giới thiệu ra mắt cô dâu chú rể với hai đứa con. Linh lo được không? Không có tiền sao về chứ. Linh lo được không? Đấy. Được. Cái mình mặc áo cô dâu chú rể này, hai chồng lên cái tôi Lê Lộc làm MC luôn được không? Được, được vui ha. Không mấy mình tham, cảm ơn cô chú. Không mấy mình tham gia chương trình vợ chồng son cũng được đó. Cũng được mà. Hai vợ chồng lên ngồi mặc áo cưới với nhau luôn. Cho nó đăng ký vợ chồng son đi, khỏi làm đám cưới cũng được. Vậy tôi cũng mừng nè. Rồi vậy tôi được thấy, luôn. Tôi thấy cô dâu chú dễ à, tôi mừng cho con tôi à, con trai tôi. Vậy ha. Nó cũng thiệt thòi, không có được làm đám cưới gì. Muốn sao cũng được chứ. Tùy gia đình quyết định nha. Dạ, vậy chương trình về cắt khúc đầu nha. Không có cắt, để luôn sao chứ. Giờ gửi tặng cho cô với lại gia đình một kỷ niệm ha. Nhớ hai mẹ chồng với đàn dâu nói chuyện nhiều hơn nữa. Nói bu lu bu loa giống như nãy cô nói đó. Tôi thấy mẹ chồng đàn dâu tại gia chở cái sọt con dâu vô vậy nè, vô nách để nó nói mẹ mua này mua kia, tôi ước con dâu tôi nó đi như vậy đó. Mà điều nhiều khi con dâu cái tánh nó khác, nó không chịu làm vậy. Rồi vậy dễ thương. Sọt liền em, sọt liền con lên. Sọt liền, nói đi tôi con với mẹ đi chợ. Đó, được chưa? Chạy vậy đó.